Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Hoài, sinh năm 1974, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều tăng vật liên quan. Theo đó, ngày hôm qua 8 tháng 2, tại khu vực cầu An Chuồng, thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, khi bị lực lượng công an kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn, đối tượng Hoàng Xuân Hoài lấy trong túi quần ra hai bút viết rồi vứt về phía bụi chuối ven đường. Tổ công tác kiểm tra bên trong hai chiếc bút thì phát hiện chất bột màu trắng và một số viên nén màu hồng. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô do đối tượng Hoài điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện vỏ bao thuốc Hero bên trong có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm dao, kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.